Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, số mệnh của mỗi người đã được định sẵn giàu nghèo, cuộc đời của mỗi người giống như một hành trình trên đường cao tốc vậy. Nếu lầm đường lạc lối thì bạn sẽ đi mãi không đến được đích, nếu lỡ một lối ra thì bạn sẽ phải đi tới điểm tiếp theo mới có thể quay đầu lại được, vừa mất thời gian vừa tốn kém. Ngày 3 tháng 10 âm lịch, dựa vào sự vận hành của các thiên tinh cũng như các vì tinh tú trên bầu trời, các nhà tử vi học dự báo trong những ngày tới đây có những con giáp đen chưa từng thấy. Họ bị hung tinh chiếu mạng, dính họa phá tài, tán gia bại sản, bán nhà trả nợ, công việc thì luôn gặp rắc rối, tiểu nhân hãm hại. Vậy đó là những con giáp xui xẻo nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần luận giải ngay sau đây. Một, tuổi Mùi. Hôm nay công việc của người tuổi Mùi lâm thiên quan nên dễ có tranh đấu trong công việc, cãi lại cấp trên, bất bình, không hài lòng với mọi người ở cơ quan. Sống trên đời đừng cố 10 phân vẹn 10, đôi khi cứ phải nhẫn nhịn một chút để bản thân không phải chịu thiệt thòi về sau nhé Mùi. Bản tính bạn bướng bỉnh, không chịu thua, tính cách nóng nảy do lâm tương xung. Hôm nay vợ chồng dễ cãi nhau vì những chuyện lặt vặt của gia đình. Bạn nên tìm ai đó để tâm sự, trút bỏ những suy nghĩ trong lòng để thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng đừng để hết, kẻo lại bị nói xấu lúc nào không hay. Tiền bạc không cần phải quá nhiều, đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu chính là đủ. Sẽ có vài người nói xấu bạn, chê bạn keo kiệt, tiết kiệm quá mức, nhưng cứ kệ họ. Người ta không ở trong hoàn cảnh của bạn nên muốn nói gì thì nói. Phải trải qua những lúc khó khăn như tuổi Mùi thì mới thấm được giá trị của đồng tiền. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Trong những ngày đầu tháng, tuổi Dần có vận trình sự nghiệp khá chật vật vì va vào thương quan. Bạn vướng vào những vòng xoáy tranh đoạt quyền vị nên kiềm chế cơn nóng giận của mình lại để mọi việc được thuận buồm xuôi gió. Trong bất kỳ việc nào đi nữa, hãy cố gắng thật bình tĩnh để mọi việc được êm đẹp. Người tuổi Dần trong hôm nay cần chú trọng nhất về đường công danh sự nghiệp. Tuy có người giúp sức, bản mệnh gặt hái được không ít thành công, nhưng đừng vì thế mà kiêu căng, ngạo mạn. Nếu không sẽ sớm hái phải trái đắng, bị tiểu nhân hãm hại cũng chẳng hề hay biết. Vì mộc khắc thổ nên tất cả rắc rối trong hôm nay đều tự miệng mà sao cả. Vì thế tuổi Dần hãy kiểm soát bản thân, đừng sa đà vào những cuộc buôn chuyện không có hồi kết, tránh bình luận nói xấu người khác, kẻo đắc tội với ai đó. Hiện tại bạn là con giáp ngại yêu đương, chỉ thích kiếm tiền nên hơi kén chọn, nên các bạn trẻ có xu hướng chán yêu. Ngày đầu tháng tuổi này nên cẩn thận khi đi du lịch, kẻo lại bị chặt chém giá cả. Đi ra ngoài thì nhớ bảo quản tài sản cá nhân thật kỹ, không để ví tiền linh tinh, kẻo lại bị mất tiền, mất của lúc nào cũng không hay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Hợi. Công việc của tuổi Hợi lâm kiếp tài nên dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Bạn làm ăn vì người ta thiếu trách nhiệm, làm ăn không tử tế. Bạn nên tránh làm việc cùng tuổi Tỵ để hạn chế rắc rối, thi thoảng phải vùng lên để người ta không ăn hiếp được mình. Con giáp này nên lạc quan, đừng tùy tiện suy nghĩ tiêu cực, đi đứng cẩn thận, đề phòng họa huyết quang. Nếu có thể thì hạn chế đi đêm, tránh xuất hành xa, đừng gây chuyện thị phi, tranh cãi với người mà thiệt thân mình. Vận tình cảm nhờ tam hội chiếu cố nên rất may mắn, Hợi dễ có tin vui, bản mệnh hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại, có một người luôn ở bên quan tâm và chăm sóc. Bạn có thời gian để quan tâm và hỏi han con cái, cha mẹ nhiều hơn trong ngày này. Tài chính có vẻ ổn định, nhưng khả năng bạn có trạng thái lạm dụng tài chính khi chi tiêu thiếu kiểm soát. Ngày hôm nay bạn cũng nên thận trọng với việc đi lại một chút, bởi cục diện thổ khắc thủy nên có thể gây ra hao tài nếu như bạn bất cẩn.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tý. Đầu tháng 10, tuổi Tý lâm vào tỷ kiên nên các chuyên gia tử vi cảnh báo tuổi Tý hết sức cẩn thận khi làm ăn chung với bạn bè, cấp trên hoặc là họp hành với đồng nghiệp trong hôm nay. Có thể xảy ra xô xát, tranh cãi, bực bội do bất đồng ý kiến, bị mất quyền lợi, bị phủi sạch công sức. Tuổi Tý trong ngày dễ bị mất tiền nên hạn chế mang quá nhiều tiền bạc, trang sức đến chỗ đông người, cũng đừng đi chỗ vắng vẻ một mình. Nam mệnh chớ nghe lời khích tướng mà ôm họa vào thân, công việc dễ gặp biến động, càng như thế thì càng phải sát sao, cố gắng nhiều hơn để tránh việc không hay xảy ra, khiến cho công sức đổ sông đổ bể. May mắn là có lục hợp nâng đỡ nên Tý được quý nhân phù trợ, có người bảo vệ, lên tiếng hộ bạn. Đi ra ngoài dễ gặp được người quen lâu ngày không gặp, có duyên với người khéo ăn khéo nói. Chỉ cần sởi lời thì khó khăn nào cũng sẽ được giải quyết trong ngày hôm nay. Hôm nay nhớ cẩn thận đường tiền bạc vì thổ khắc thủy. Thực ra bạn có thực lực nhưng lại dễ bị người khác chèn ép, cướp đi những thứ xứng đáng thuộc về mình. Muốn bảo vệ được nó cũng không hề dễ dàng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Sửu. Ngày hôm nay của tuổi Sửu có thiên quan chiếu mệnh, hy vọng bạn đừng dính tới kiện tụng, pháp luật, chính quyền. Đừng vì cả nể, vì sự cấp trên mà ôm đồm công việc của người khác, trong khi chính bạn đang mệt nhoài và rất cần được nghỉ ngơi. Trong phúc tàng họa có may mắn đấy nhưng không ít chuyện xui xẻo nên dù làm gì cũng phải thật cẩn trọng. Suy tính kỹ càng chứ đừng chủ quan mà gặp chuyện chẳng lành. Con giáp này có thể vướng vào họa thị phi trong ngày 3 tháng 10 âm lịch này. Đừng tùy tiện kết bạn, cũng đừng nghĩ gì nói nấy mà tự lấy đá đập chân mình. Chớ nên tiêu xài hoang phí, đầu tư cũng cần xem xét kỹ lưỡng, nam mệnh chú ý không để mất tiền vì nữ sắc. Về phương diện tình cảm, nhiều cục diện hai hành thổ tương hòa nên người độc thân nhân cơ hội này hãy giao lưu nhiều hơn. Thời điểm này với những ai đang hờn giận thì cũng là lúc bạn có thể nhìn nhận và đánh giá lại được mối quan hệ của mình, làm hòa với nửa kia. Đường tài lộc ổn định, không có biến động lớn do tuổi này khá hiền lành, thẳng thắn, không thích quyệt nợ người khác và cũng muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi. Nhà có khó khăn về tiền bạc cũng bình tĩnh xử lý, không vạch áo cho người xem lưng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Sa Cát vừa chia sẻ cho quý vị 5 con giáp xui xẻo nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.